Chị luôn. Xin chào quý cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh Bé Lân Nhà Đất Nha Trang nha. Thì ngày hôm nay em Lân đang có mặt ngay tại một cái quán cà phê này, đó rất là đẹp luôn, à, phía sau lưng Lân luôn. Thì bên cạnh quán cà phê này thì em Lân đang có một cái căn nhà 3 tầng nằm trên con đường này là đường Nguyễn Huân, rộng 13 mét nha quý cô chú anh chị. Và đường này nó thuộc khu khu bàn cờ của phường Phước Tiến của thành phố Nha Trang nha quý cô chú anh chị. Là từ vị trí căn nhà này mà anh chị di chuyển ra quảng trường 2 tháng 4, tháp Trầm Hương chỉ có một cây số thôi, rất là gần luôn. Và đặc biệt vị trí xung quanh căn nhà này là đa số là kinh doanh cà phê, quán ăn, đa ngành nghề nha quý chú chị nha. Và căn nhà của mình thì gồm có 3 tầng, có 5 phòng ngủ, 6 nhà vệ sinh, là tất cả các phòng ngủ đều có nhà vệ sinh bên trong, gọi là phòng master quý cô chú chị. Và đặc biệt phía dưới tầng trệt là mình có gara đậu ô tô luôn đó. Thì về cái căn nhà này thì vì cái vị trí đá đắc địa đó, cho nên là mình có thể vừa ở vừa kinh doanh ngay tại vị trí này nha. Đó, và hiện tại căn nhà này đang được rao bán với giá là 15 tỷ 800 triệu và giá này còn số lượng tốt cho quý cô chú anh chị nào mà thiện chí mua căn nhà này nha. Và bây giờ em Lân sẽ quay lại camera sau để em Lân quay khung cảnh của quán cà phê này và lý do vì sao em Lân ngồi ở quán cà phê này quyết định quay cho quý cô chú anh chị xem ha. Đây, đây hiện trạng đang là cái không gian của cạnh căn nhà mà em Lân quay đến quý cô chú anh chị nè. Đó, rất là đẹp. Quán này có tên là ơi nha quý cô chú anh chị. Đó, đây, rất là đẹp luôn. Thì phía trước đây hiện trạng là đang Nha Trang mưa, đang mưa nè. Em Lân đang quay vào khung sáng, khung giờ sáng nhưng mà đang mưa cho nên em Lân không có thể đứng ở ngoài đường quay cho quý chú chị xem, cho nên em Lân quyết định là ngồi ngồi tại quán cà phê này luôn quay. Và tí nữa em Lân sẽ di chuyển qua bên trong qua bên căn nhà để em Lân quay review về cái căn nhà đó cho quý cô chú chị xem nha. Thì đây nè anh chị, đó thì do thời điểm hiện trạng nó đang bị mưa nè, đó đang mưa rất là lớn ở Nha Trang luôn, và buổi sáng mà trời nó mưa cỡ này cho nên bây giờ em Lân quyết định bây giờ em Lân sẽ di chuyển qua bên căn nhà đó, ngay chỗ chiếc ô tô đậu nè, đó sát bên quán mình luôn. Và em Lân sẽ di chuyển qua đây, em Lân quay cho quý chú chị xem nha. Thì đây nè, đó bây giờ em Lân sẽ chạy quay cho quý chú chị xem. Đây là căn nhà của mình nè. Thì hiện trạng căn nhà của mình, mặt tiền của nó là ngang 6 mét nha quý chú chị, và chiều dài của nó là 22,5 mét, tổng diện tích đất là 135 mét, có sổ hoàn công hết cho quý chú chị rồi. Và bây giờ em Lân sẽ di chuyển vào bên trong nha. Nè, để em Lân chỉnh lại camera cho nó thẳng tí xíu ha quý chú chị ha. Rồi, nó thẳng rồi nè. Đây, thì hiện tại em Lân đang quay góc rộng cho quý cô chú chị xem. Thì đây là cái cổng chính của mình. Đó, và phía trước của mình có một cái vỉa hè rộng khoảng tầm 3 mét nè. Đó, thì cái lòng đường này 7 mét. Tại vì đường này là đường mở rộng 13 mét đúng không cô chú chị ạ? À? Thì vỉa hè của mình bên này là được 3 mét, lòng đường 7 mét. Bên kia 3 mét là tổng hết là 13 mét á. Thì đây là cổng phía trước của mình. Thì cái đây là cái cổng chính nè. Thì hiện trạng là chủ họ chưa làm một cái cổng phụ. Thì cái này là buộc mình phải làm một cái cổng phụ bên này nữa để sau này ví dụ như cái cổng này nó bị nó có vấn đề á, hay là mình sẽ đi cái cổng này, hoặc là mình quên khóa đi, mình quên khóa này đi thì mình sẽ mở thêm cái cổng bên này nữa đó, thì nó sẽ tiện hơn cho mình hơn quý cô gì hơn. Thì bên này là đây là cái hướng để mình đi di chuyển, mình ghe ô tô và gara này. Đây, đây là ô tô gara của mình đó, nó rộng cỡ này nè quý cô chú anh chị. Đây là mình sử dụng cửa cuốn nha. Đây, mình sử dụng cửa cuốn nha. Đây là cái thùng cửa cuốn của mình đó, có nút bên này nè, bấm này, chỉ cần bấm nút bên này. Còn phía bên này là mình sẽ đậu xe máy và mình di chuyển lên trên tầng 2 nè. Và cái dưới này hiện nay là tầng trệt của mình ha. Vì theo em Lân như thấy cái căn nhà này rất là đẹp luôn quý cô chú chị, mà vị trí cực kỳ đắc địa nữa đó. Như quý cô chú chị xem nè, đối diện của mình là kinh doanh rất là nhiều luôn, kinh doanh nội thất nè đó, công ty ánh sáng này, sản xuất và cung cấp hàng chuyên dùng trong khách sạn, nhà hàng nè đó, em lời đó cho quý cô chị xem. Bên kia là có quán sushi BBQ đó, còn bên cạnh mình là quán cà phê rất là lớn. Và ngay ngã tư bên này, ngay ngã tư bên trái của căn nhà mình là có rất nhiều kinh doanh quán, rất quán cà phê. Đây, để em Lân ra quay cho quý chị xem đó. Đây, góc bên này là kinh doanh một quán cà phê, phía bên này một quán cà phê và bán súp đồ nè. Bên này là quán ốc nè, buổi tối họ bán ốc nè. Thì đó, đây là cái khu bàn cờ ngày bàn cờ chính nằm thuộc trung tâm của thành phố Nha Trang. Đó, và đặc biệt phường này là phường Phước Tiến, cũng là một trong những phường nổi tiếng ở tại Nha Trang luôn quý chú chị. Cho nên đó, mình ở đây nè cực kỳ an ninh nè, ô tô là họ mình thường mình đậu ở ngoài, mình không cần đi bên nhà đâu, nhưng mà mình an tâm hơn thì mình đậu vô nhà cũng được ha. Đó, đây bây giờ em Lân sẽ đi vào, còn đây sẽ là không gian tầng 2 của mình. Tại vì trời mưa quá nên em Lân không có quay được mặt tiền được, thì tí nữa em Lân sẽ quay bên đường, em Lân sẽ quay bên đường quay cho quý chú chị xem ha. Thì phía bên này là sẽ mình di chuyển lên trên tầng trệt này đó. Đây là có điện cảm ứng luôn, có điện cảm ứng người, cảm ứng nhiệt á đó. Đó, mình khi mình di chuyển ở đây là sẽ đèn nó tự bật lên đó. Đây, đây là bên này là có một cái
phía ốc mơ trồng cây nhỏ này, mảng xanh nhỏ để mình trồng ở đây. Còn phía trên này là tầng trệt. Đây em lần vô cho quý chú chị xem, quay cho quý chú chị xem nè. Đó, để em lần mở đèn lên cho nó sáng thôi. Đó, đây. Đây là không gian tầng trệt của mình. Đó. Phía bên này là mình sẽ có thể mình kinh doanh nè, mình kinh doanh mua bán ở trên này. Đó, mình kinh doanh mua bán phía dưới này mình nhìn thẳng ra có thể khách khứa mình vào. Ở đây cũng rất là tiện. Phía trên này là mình có thể xếp thêm một số, có thể kinh doanh spa, mình đậu mình spa ở đây, hoặc là kinh doanh nail, hoặc là đa ngành nghề. Ví dụ mình vừa kết hợp spa, mình vừa kết hợp mở tiệm nail trên này, hoặc là ở khuôn viên này mình có thể mở một cái lớp dạy nhảy, hoặc là cái lớp yoga. Mình làm một cái tấm gương bự ở đây và xe mình sẽ có thể đậu được ở đây này, xe máy ở đậu đây có thể đậu đậu được khoảng cỡ 10 chiếc đó, 10 chiếc với lại bên này nữa đó, rất là tuyệt vời. Phía bên này là sẽ là không gian bếp phía sau đó, thì vì cái nhà này em Lân chưa có vào nên em Lân cũng chưa biết cái kết cấu căn nhà nhìn ra làm sao đó. Thì ở dưới đây là trước này là mình có một cái nhà vệ sinh này mình sử dụng riêng đó. Ví dụ như mình kinh doanh ở đây thì mình ở đây là có cái cửa ngăn sẵn rồi, tại vì lúc trước á, nguyên cả cái căn nhà này á, là được kinh doanh spa quý cô chú chị ạ. Cho nên với cái hiện trạng là đang kiểu cái kiểu giống như là mình kinh doanh đúng chuẩn kinh doanh spa luôn, mình chỉ vào mình đưa nội thất thêm vào thôi, còn ở đây là cái mô hình của nó đã có sẵn, anh chị chỉ cần đưa cái mô hình vào là mình kinh doanh được luôn đó. Phía trên này là mình sẽ có một cái không gian bếp đó, bên này mình để tủ lạnh nè đó, và phía bên này mình để được lò vi sóng hay là lò nướng đó. Đó cũng được luôn đó, hơn có giống gì không. Đây là bếp họ lấy đi rồi, tại vì hồi trước họ thuê họ sắm, cho nên là những cái gì mà họ sắm họ mang đi hết, có cái máy hút mùi của chủ để lại nè. Ở phía bên này là mình có một cái giếng trời nè, cái giếng trời của phòng bếp để mình khi mình nấu nướng cái hơi cái mùi của khi mình nấu ăn á, đó mình nó sẽ bay ra ngoài này. Ở phía bên này mình có cửa tủ trên nè, cũng tông màu trắng đó. Đây là có một cái đường bên hông này nữa, em Lân thì cũng không biết cái đường bên hông này là đường gì đó, Lân quay cho quý chị xem nè đó. À, cái khoảng này giống như một cái khoảng sân riêng nữa ở phía ngoài, cũng giống như dạng cái giếng trời nữa, cái giếng trời lớn ở bên này đó. Đây là cái chú anh chị đây. À, bên này có một cái khoảng trống này để mình làm mình để rác này đó, cho nó sạch sẽ đó. Ở dưới đây mình có thể rửa rửa những cái món đồ lớn, đây mình có thể để được máy giặt này, ở đây có máy giặt này, đây có ổ điện sẵn cho mình luôn. Đưa cho chị không, ở đây thì em về cái về thoát nước hình như nó bị kẹt, bị nghẹt rồi, bị nghẹt bên này cho nên là nước mưa xuống nhưng mà vẫn vẫn chưa được thoát này đó. Thì lại cái này thì em sẽ nói lại với là bên như chủ nhà để họ thông hết hai cái đường cống này, hai 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 cái đường ống thoát nước này để cho nước nó ấy hơn rồi. Rồi tiếp tục bây giờ em Lân sẽ di chuyển lên trên tầng 2 quay cho quý cô chú chị xem. Thì em Lân tiếc về cái ngôi nhà là hiện trạng không có thang máy đó, không có thang máy thôi, nhưng mà vì 3 tầng thì em Lân thấy cũng ok rồi, cũng không cần thiết thang máy lắm đó. Nè quý cô chú chị, thì bên này là có một cái sàn gỗ này, lên trên khi mình lên trên tầng 2 thì có một cái sàn gỗ này đó, phía bên này cũng vậy này, có một cái khoảng trống bên này đó, khoảng trống bên này là cũng có một cái cửa ngăn này đó. Ví dụ như hồi trước là họ để kệ những cái kệ tủ ở đây để mình spa, thì họ để kệ tủ ở đây, họ để khăn áo quần đó, giày dép ở đây thôi quý chú chị hơn. Thì khách ở đây mình để giường 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 spa trên này đó, rồi mình ngăn màn lại đó, mình ngăn màn lại nếu quý chú chị đó. Đây là cũng là cái kệ họ cũng sắm đấy, họ để khăn, để dầu gội, rồi để những cái tinh dầu, hoặc là để những cái tinh dầu để họ họ xông đó. Còn phía này là cái phía sân thượng với cái ban công phía ngoài rất là lớn. Đây để em lăn ra quay cho anh chị xem. Đợi đi, đợi xíu nha. Cửa này lạ quá, em đang không biết mở sao. Đợi xíu, em coi thử mở như thế nào. Không có mở được anh chị ạ. Không có mở được đó, không tiếc. Thì em Long muốn ra phía ngoài quay cho quý anh chị xem này đó, hiện tại đang kinh doanh rất là nhiều những cái nhà hàng xóm của mình. Rồi bây giờ em Long sẽ di chuyển lên trên thêm một tầng nữa nè, cái này xây theo kiểu cách tầng quý cô chú anh chị đó. Ở dưới tầng trệt của mình là xây theo kiểu cách tầng, cho nên là mình nhìn sẽ nhìn không gian nó rất là rộng và nó rất là về cái tiện ích thì cực kỳ ok luôn. Thì đây sẽ là cái phòng ngủ đầu tiên của mình đó, cũng được chủ họ lót cái sàn gỗ hết rồi đó. Đây
Đây là không gian phòng ngủ của mình, phòng ngủ của một phòng ngủ đầu tiên. Rất là đẹp. Bên đây là có kể cái cửa sổ luôn. Đó, bên này có kể cửa sổ luôn. À, tháo rồi, hình như là bên này là tường nhà của người ta rồi, người ta xây rồi. Đây là sẽ là một cái giếng trời. Đó, cái khoảng trống riêng nữa này. Đó, mình có thể làm cái mảng xanh với bọn ngỗng ở đây cũng được. Thì trong phòng này nó có nhà vệ sinh trong đây rồi, có một cái nhà vệ sinh trong này. Bên này là hệ tủ quần áo này, đó ngay cái cửa ra vào. Đó, bên này là có một nhà vệ sinh đầy đủ tiện nghi, có bồn tắm đứng cho mình luôn. Đó, rồi tiếp đến đó sẽ là cái phòng ngủ thứ hai. Lâm sẽ di chuyển đến phòng ngủ thứ hai nè. Đây sẽ là cái phòng ngủ thứ hai. Đó, phòng cũ rồi, cái này giờ chắc chắn những cái sàn này mình về mình sẽ làm lại hết nè. Đó, về chi phí anh chị bỏ lại một khoản chi phí để mình sửa sang lại. Ở bên đây cũng có một cái cửa để mình, cái cửa đối diện cái cửa phòng bên kia. Bên này cũng có một cái cửa đó nè, cũng cũng đóng luôn rồi quý cô chú chị ạ. Bán vít rồi. Để có cái nhà vệ sinh bên trong phòng luôn nè. Đó, đây đầy đủ tiện nghi cho mình sử dụng luôn. Đó, được, được ốp gạch kích trần cho mình nè, nó rất là đẹp. Rồi đây sẽ là một cái khoảng trống. Đó, cái khoảng sân thượng này. Khoảng sân thượng. Thì đây là sẽ là bên nhà của người ta nè, bên nhà của hàng xóm mình. Đó, bên đây là mình có một cái khoảng sân thượng phía ngoài này. Đó, phía ngoài này là về ra ra phía bên này nè. Đó, vì cái nhà nó về cái hình hài hình thù của căn nhà nó không được đẹp, về cái hình thù của cái lô đất đó, nó không được đẹp cho nên nó bây giờ nó vẫn cho nên nó vẫn còn như bây giờ. Nhưng mà nếu như em Lân thấy đang để xây dựng và tận dụng như thế này thì em Lân thấy cũng rất là đẹp rồi của tôi chú anh chị. Đây là hiện trạng em Lân đang đứng ở tầng 2 ha. Hồi nãy phía dưới kia cũng là một cái tầng chờ cái cách tầng lên đó, thuộc dạng giống như là mình nhìn giống như là hai tầng vậy đó, nhưng mà không phải đó. Thì đây bây giờ em Lân di chuyển lên trên tầng 3 này. Thì tầng 3 trên này, đây là cũng có một cái phòng ngủ lớn này đó, phòng ngủ lớn rất là to. Phòng này là mình kiểu giống như thuộc dạng một cái phòng studio của một cái căn hộ đó, thuộc dạng một phòng ngủ đó, rất là lớn này, có nhà vệ sinh này, cửa tủ đầy đủ ha. Bên này có một cái cửa thông để mình lấy ánh sáng và lấy hơi mát này, như anh chị đang thấy này trời đó, ngay chỗ khu vực này này đó, ngay chỗ này là biển này mà trời nó đen mù như thế này. Thì còn phía bên này là mình có thêm một cái ban công phía ngoài đó, thì tí nữa Lâm sẽ di chuyển ra đó quay cho anh chị xem. Thì đây hiện trạng đang kinh doanh rất nhiều nhất, cạnh cái quán cà phê này là một cái quán bia rất là lớn đó. Ở đây là hiện trạng kinh doanh đa ngành nghề nha quý cô chú chị nha, kinh doanh đa ngành nghề. Buổi tối mà anh chị lớn tới đây á, là kinh doanh rất là nhiều, kể bán người ta buôn bán đồ ăn rất là nhiều luôn. Thì đây sẽ là cái không gian phòng ngủ master, mà phòng ngủ bự nè đó. Có, đây là hệ tủ giày này, cho quý cô chú chị luôn. Và có cái ban công phía ngoài cho mình đó, để mình ra mình ngắm đó, mình ra mình ngắm này. Đây. Hiện trạng đang cũng tạm mưa tí xíu để em Lân làm Lân tranh thủ quay cho anh chị xem. Đây là không gian tầng tầng 2 nha. À, tầng 3, tầng 3. Đó, em đang đứng ở trên tầng 3 này. Đấy. Rất là đẹp. Này bây giờ bên trên này là có một cái bậc thang cách tầng lên nữa của tầng 3, thì dạng giống như tầng 4 á, nhưng mà thật sự không phải. Đó, đây là cũng dạng cách tầng lên. Họ làm với cái thiết kế như này là rất là thông minh luôn quý cô chú anh chị, cực kỳ thông minh. Làm như vậy thì cái diện tích căn nhà của mình nó sẽ rất là lớn và nó rất là rộng. Đây là về cái công năng của căn nhà nó sẽ nhiều hơn. Đấy, nó sẽ nhiều hơn. Đây là sẽ có thêm một cái phòng ngủ ngăn riêng nè, được ngăn bởi những cái tấm kính này. Đó. Phòng ngủ này thì không có nhà vệ sinh. Đó, phòng ngủ này không có nhà vệ sinh. Và đặc biệt phòng ngủ này á, mình có thể ở đây là có tặng thêm cho quý cô chú anh chị một cái sân thượng rộng này phía ngoài. Đấy, sân thượng phía này là mình có thể ăn uống nhâm nhi cùng gia đình mình. Đó, rất là to. Cực kỳ to luôn. Đây là phía dưới của quán cà phê này. Đây. Đó, có cà phê mà lúc ở đầu video em Lân ngồi á. Đó. Đây trời vì mới mới sáng thôi mà trời cỡ này thì quý chú anh chị mới 9:30 mới 9:30 sáng thôi. Trời nó đen cỡ này mà em Lân vẫn quyết định tranh thủ đi quay gửi đến cho quý cô chú chị xem. Thì quý cô chú anh chị mà xem trên video nó hơi tối hơi mờ thì anh chị nhớ thông cảm giúp cho em Lân nha. Và phía trên cái cách tầng này nữa, cái tầng của tầng 3 này thì nó có một cái ban công rất là lớn phía ngoài nữa nè, để em Lân di chuyển lên cho quý chú chị xem. Đây đấy, trời ơi nó rất là đẹp luôn quý cô chú anh chị ơi. Đó mây kìa, cái nhà khách sạn đó cao tầng cái đó bây giờ mây nó che kín luôn nè quý cô chú anh chị thấy không, mây đen nó che kín luôn.
trời nó tối âm u không thấy một cái gì luôn. Đây phía bên này cũng vậy nè, đấy bên này cái gì nè, nó âm u nhưng mà có một đoạn bên này nó sáng này quý chú chị, có đoạn bên này nó sáng nhưng mà trời nó âm u này đó. Và hiện tại em Lân đang đứng ở trên cái tầng thượng, sân thượng này của cái tầng 3 cách tầng lên đó đó, rất đẹp. Về hiện trạng căn nhà này đang được rao bán với giá là 15 tỷ 800 triệu. Thì quý cô chú anh chị nào mà thích cái sản phẩm này thì liên hệ trực tiếp em Lân nha. Và đừng quên nhớ bấm đăng ký kênh em Lân và theo dõi kênh của em Lân. Và anh chị nào mà đang có bất động sản ở tại Nha Trang, đó, riêng thành phố Nha Trang thì gửi cho em Lân. Em Lân sẽ đi quay cùng đội ngũ của em Lân để đăng bài chạy bán để giúp cho anh chị để nhanh nhanh ra hàng nha. Đó, xin chào và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị những video lần sau nha. Xin chào.